trên lĩnh vực giáo dục. Được thành lập và đi vào hoạt động được hơn 3 năm nay, Trung tâm Giảng dạy Tiếng Nhật và Tư vấn Du học tại huyện Lâm Hà thuộc Công ty Tư vấn Du học Việt Á đã đào tạo và hỗ trợ con em địa phương và các vùng lân cận tham gia du học tại Nhật Bản được gần 70 học viên. Với sự hỗ trợ đắc lực của Trung tâm đã góp phần giảm chi phí đi lại và học tập cho các em học sinh, từng bước chắp cánh ước mơ cho các em có cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm tại các thị trường cao cấp nhằm nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Sau 3 năm tu nghiệp ở Nhật Bản trở về địa phương, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh tham gia giảng dạy tại Trung tâm Dạy Tiếng Nhật và Tư vấn Du học trên địa bàn huyện Lâm Hà. Với vốn từ tiếng Nhật, kinh nghiệm làm việc trong môi trường công nghiệp và kiến thức văn hóa về đất nước mặt trời mọc, được chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh truyền đạt cho các em học viên trước khi tham gia du học và làm việc tại Nhật Bản. Với mong muốn giúp các em vững vàng hơn trong môi trường học tập và làm việc mới. Em sang Nhật làm trong một công ty của Nhật và ngoài thời gian đi làm thì chúng em có cố gắng học thêm tiếng Nhật. Và sau 3 năm quay về thì tụi em có một chút vốn cộng với là cố gắng học thêm một khóa tiếng Nhật ở trường Nhật ngữ Đông Du và cũng có duyên nên là bây giờ em được cảm thấy mình cũng có một chút kiến thức rồi. Mình muốn là truyền đạt những cái kiến thức mình học được cho các bạn nên là em có mặt ở đây tham dự lớp học này. Và các bạn cảm thấy là các bạn rất là hào hứng học tiếng Nhật và các bạn định hướng trong đầu mình một cái mục tiêu là sẽ cố gắng học tiếng Nhật để đi sang Nhật, cố gắng làm việc và học hỏi thật nhiều từ đất nước Nhật. Hiện nay, Trung tâm Giảng dạy Tiếng Nhật và Tư vấn Du học tại huyện Lâm Hà đang đào tạo cho gần 100 học viên chuẩn bị tham gia du học và làm việc tại Nhật Bản. Nếu như trước đây, các em có nhu cầu du học tại Nhật Bản phải tham gia học tiếng Nhật tại các thành phố lớn, thì nay, với sự hoạt động của trung tâm tại địa phương đã giúp cho con em giảm được nhiều chi phí khác. Năm nay em 18 tuổi, lý do là em muốn đi học tiếng Nhật là vì em muốn biết thêm một ngôn ngữ tốt đẹp của nước Nhật và em qua Nhật là mục đích của em là muốn học hỏi và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Nhật. Sau đó thì em muốn có một sự nghiệp trong tương lai nó tốt đẹp hơn. Sau khi học xong lớp 12 thì nhiều em không có nhu cầu đi đại học hay là cao đẳng. Thì các em có nhu cầu đi du học thì các em ở tại đây học ở tại Nhật Bản luôn. Nếu đi học ở Sài Gòn thì chi phí tiền ăn, tiền ở và mọi chi phí nói chung là tốn kém. Hầu hết là các em học ở đây xong đều đi thi xuống Sài Gòn là xuống thi cái chứng chỉ là N5, N4 đều đạt. Sau 3 năm thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Lâm Hà, trung tâm đã hỗ trợ cho trên 70 học viên tham gia du học tại Nhật Bản. Các học viên được trang bị tiếng Nhật, tham gia các khóa về kỹ năng cơ bản. Sau khi sinh viên đạt được trình độ tiếng Nhật nhất định, sẽ được công ty giới thiệu việc làm và chuyển đổi visa từ du học sang visa lao động. Với những sinh viên có nhu cầu làm việc tại Nhật Bản, giới thiệu việc làm thêm tùy vào khả năng của từng sinh viên. Ngoài ra, trung tâm còn phối hợp với ngân hàng chính sách địa phương để hỗ trợ nguồn vốn cho con em tham gia du học và xuất khẩu lao động. Từ khi mà cái trung tâm giới thiệu đi du học thì cũng đã đáp ứng được cái phần nào cái nhu cầu du học cũng như là giải quyết việc làm trong số thanh niên của địa phương. Thì như chúng ta đã biết là cái cùng với sự phát triển thì cái nhu cầu việc làm đối với thanh niên vừa học vừa làm là rất là lớn. Vì thế nên là thông qua trung tâm giới thiệu việc làm này thì đáp ứng được cái yêu cầu đó. Vừa là để giới thiệu cho các thanh niên tiếp cận để có cái nhu cầu vừa học vừa làm và đi du học. Du học Nhật Bản là ước mơ của nhiều bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Bởi Nhật Bản không chỉ là một đất nước có nền kinh tế phát triển, mà còn có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, có hệ thống giáo dục chất lượng hàng đầu. Ngoài ra, học tập và làm việc tại Nhật Bản còn giúp rèn luyện đức tính độc lập, tự tin, cần cù. Sự hiện diện và góp sức của trung tâm đã hỗ trợ đắc lực cho con em tại địa phương trên con đường tích lũy tri thức và lập nghiệp, có ý chí muốn vươn lên trong cuộc sống. Quân đội đóng tại thành phố Đà Lạt cho doanh nghiệp thuê trong thời hạn 20 năm để làm nông nghiệp.